Và các bạn biết không, đến một cái thời điểm nào đó, tự dưng trong mắt các bạn á, những cái thứ xung quanh đó, nó đều trở nên đẹp đẽ hết. Chào mọi người, Phúc vừa mới xem được một cái video về Vịnh Hạ Long và thật sự là mình cảm thấy rất là ngạc nhiên và bức xúc khi mà toàn mặt nước trên Vịnh Hạ Long đều là rác. Mình không biết là rác thải này nó xuất phát từ đâu, là do những cái người dân ở khu vực đó người ta thải ra, hay là do những cái nhà hàng, những cái công ty, những cái chỗ mà kinh doanh người ta vứt ra, hoặc cũng có thể là những du khách đến đây tham quan rồi đi du thuyền trên Vịnh Hạ Long không có cái chỗ vứt cho nên là vứt xuống sông. Nhưng mà thật sự là mình nhìn thấy là mình rất là không thể tin được là mọi người có thể làm được cái điều đó. Mình là một cái người rất là thích du lịch và mình cũng từng ao ước là mình sẽ đến Vịnh Hạ Long nhưng mà thật sự là chưa có cơ hội. Và Vịnh Hạ Long cũng là một trong những cái địa điểm mà Phúc đã lên kế hoạch là sẽ đi trong cái thời gian tới. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái cảnh tượng Vịnh Hạ Long đầy rác như vậy, tôi thề mà tôi biết ai là tôi tố cáo liền để cho bị phạt liền luôn á. Trời ơi mọi người ơi, mọi người phải có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường chứ. Có một cái câu này mà Phúc đọc được á, Phúc thấy rất là hay, có nghĩa là con người á sống nhờ vào biển, kiếm tiền từ biển, bắt cua bắt ốc lặn lội khai thác những cái động vật trên biển, thậm chí là rong biển, nhưng mà lại không có ý thức giữ gìn biển. Ngay cả bản thân chúng ta sử dụng những tài nguyên môi trường mà chúng ta không có ý thức giữ gìn thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn? Phúc nghĩ là Phúc cũng không nên nhắc lại lần nữa. Nhưng mà thật sự là cái cảm giác mà mình thấy á, nó tức cái lồng ngực lắm các bạn. Nó tức cái lồng ngực đúng các bạn. Và theo như một số thông tin mà Phúc nhận được á, là Vịnh Hạ Long người ta cũng có những cái kế hoạch triển khai để mà có thể xử lý cái nguồn rác thải này từ năm 2019 hoặc là trước đó rồi các bạn. Rất là nhiều cuộc vận động luôn và người ta cấm những cái hành vi mà sử dụng cái túi ni lông một lần khi đến Vịnh Hạ Long, thay vào đó là sử dụng những cái chai thủy tinh giống như một cái món quà lưu niệm, các bạn sử dụng xong rồi các bạn mang về. Điều đó cũng rất là tốt và mình hy vọng rằng là những bạn nào mà sắp tới đến Vịnh Hạ Long á, mà các bạn đi du lịch đang đi du thuyền trên sông mà không có cái chỗ nào vứt á, thì các bạn nhớ á, là các bạn mang đi được thì các bạn phải mang về được, đừng có vứt trên đầy trên sông. Hồi nhỏ lúc mà mình còn bé mà mình đi học ở trường tiểu học, trung học gì đó các bạn, thì mình có một cái nội quy đó là giả sử như nếu mà bạn vứt rác ra ở ngoài trường, ngoài lớp thì các bạn sẽ bị phạt cái gì đó. Thì mình thấy là cái hình phạt đó áp dụng rất là thực tế nha các bạn. Và cũng nhiều học sinh cũng nghe theo lắm, bị sợ bị trừ điểm nè, rồi bị phạt tiền đóng vào quỹ. Và học sinh thì rất dễ nghe lời và tuân theo, chỉ trừ một số trường hợp là có những bạn mà cá tính mạnh quá cho nên là hơi lì lợm một chút xíu. Nhưng mà đại khái là nó còn ý thức. Còn bây giờ tại sao con người chúng ta lớn lên rồi mà chúng ta lại không thể ý thức bằng con nít như vậy? Và các bạn biết không, đến một cái thời điểm nào đó, tự dưng trong mắt các bạn á, những cái thứ xung quanh đó, nó đều trở nên đẹp đẽ hết. Các bạn đi ra nhìn thấy môi trường xanh tươi, nhìn thấy những con đường nó hạn chế khói bụi, nhìn thấy những cái nơi, những cái tòa nhà cao tầng á, nó bớt đi sự ồn ào. Mọi thứ nó trở về đúng cái nguyên bản ngay từ ban đầu. Mà khi mà các bạn đặt mắt vào, ôi các bạn yêu cái khung cảnh này quá, yêu cái môi trường này quá. Nhưng mà để có được cái điều đó thì ngay từ bây giờ các bạn phải làm được một cái việc đó là bảo vệ môi trường. Mặc dù hơi trễ một tí xíu bởi vì môi trường bây giờ cũng đang bị ô nhiễm rồi. Nhưng mà thà trễ nó còn hơn là không làm. Hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ có một cách nhìn khác về môi trường. Và Phúc cũng muốn chia sẻ với mọi người á, là khi làm video này á, là Phúc đang trong một cái trạng thái là khá là mệt mỏi của một ngày dài làm việc. Nhưng mà với tinh thần và với
một cái sự trách nhiệm của một cái người khi mà sống trong trái đất này và sống ở trên cái môi trường này, thì Phúc hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng chung tay để có thể bảo vệ môi trường như cách mà chúng ta tự bảo vệ mình. Cảm ơn các bạn.